di chuyển để chị tự di chuyển. Còn hết rồi mới di chuyển nè. Xui xui vậy xíu, thường ngày đẹp tới ngày đi chơi cái em xấu. Em về quê mấy bữa? Em về chắc cũng hơn, để coi, chắc tầm 8 mùng 10 vậy đó em mới lên đây lại. Ừ. Có phải cách ly không em? Vậy có phải cách ly không? Em cũng chưa biết nữa. Thế ngoại em về thì vẫn bình thường, miễn là ở trong cái khu vực của mình thì thôi. Ừ. Không đi lung tung đúng không? Em về chơi cũng lâu ghê, công ty cho nghỉ nhiều vậy em? Đi tới 12 tây mới đi làm lại. Trời, công ty cho nghỉ nhiều vậy? Ừ. Nhưng mà cuối năm này có phải có được tăng ca nhiều không? Gọi là có được tăng ca nhiều không? Chứ không phải là phải nữa. Em cũng chưa, nãy giờ thì thấy chưa, giờ làm bình thường. Bình thường là đi làm về vẫn đúng giờ bình thường ha?